Hôm nay chúng ta cùng đến với bộ phim My Love có tên tiếng Việt là Hôn lễ của em. Cái tên giống với cái tên của phim gốc là On Your Wedding Day của Hàn Quốc vào năm 2018 với sự góp mặt của Park Bo Young và Kim Yong Kwan. Mình nhiều lần được các bạn gợi ý xem thử và review phiên bản remake đến từ Trung Quốc này. Mình cũng chần chừ tới tận bây giờ mới xem bộ phim vì mình đã xem rất nhiều bộ phim về thanh xuân từ Trung Quốc hay Đài Loan. Nó có nhiều điểm giống nhau và cái kết dễ dự đoán. Nhưng với Hôn lễ của em phiên bản Trung Quốc, mình chẳng hiểu sao. Dù đã biết trước kết cục, bộ phim cũng không quá khác so với bản gốc Hàn Quốc mà mình đã xem. Thế nhưng vẫn có một thứ gì đó rất nghẹn ngào trong mình khiến mình phải review ngay tác phẩm này. Chuyện phim xoay quanh hành trình tình yêu của Chu Tiêu Tề và Vu Vĩnh Từ. Họ lần đầu gặp nhau tại một ngôi trường cấp 3. Khi ấy Vĩnh Từ mới chuyển đến học tại đây. Ngay từ khi gặp Vĩnh Từ, Tiêu Tề đã biết tình cảm của mình chỉ hướng về Vĩnh Từ. Tiêu Tề là một cậu trai ngổ ngáo, chẳng biết gì ngoài niềm đam mê bơi lội của mình. Khi cả hai bắt đầu thân thiết với nhau thì rào cản đầu tiên khiến cả hai phải xa nhau đến từ gia đình Vĩnh Từ. Vĩnh Từ có một người cha nghiện rượu và hay bạo hành gia đình. Cũng chính vì thế hai mẹ con Vĩnh Từ phải trốn đi từ nơi này đến nơi khác. Và lần này cũng thế, Tiêu Tề và Vĩnh Từ cũng từ đó mà mất liên lạc. Tiêu Tề sau đó trở lại với tính cách ngổ ngáo của mình. Khi bạn bè xung quanh đều bù đầu vào ôn thi đại học, Tiêu Tề thì vẫn lêu lỏng. Anh vô tình thấy được một bức ảnh của Vĩnh Từ từ điện thoại của bạn thân. Tiêu Tề điên cuồng vào luyện thi để đậu vào ngôi trường Vĩnh Từ đang theo học. Sau khi đậu vào cùng trường, cả hai gặp lại nhau. Trớ trêu thay, Vĩnh Từ giờ đây đã có bạn trai là đội trưởng bóng đá nam của trường. Trong một lần biết được tên bạn trai này đang bắt cá hai tay, Tiêu Tề đã tẩn tên này một trận. Cũng vì đó, Tiêu Tề và Vĩnh Từ một lần nữa chia tay. Vài năm sau đó, Tiêu Tề giờ đây đang phát triển rất tốt trong sự nghiệp vận động viên bơi lội của mình và cũng có bạn gái mới. Hỏi bạn thân của anh, ai cũng đã có những khởi đầu thành công trong sự nghiệp. Anh vô tình gặp lại Vĩnh Từ khi cô giờ đây đang làm người mẫu quảng cáo cho các nhãn hàng. Tuy thế, Vĩnh Từ cũng còn khá bấp bênh trong sự nghiệp. Tiêu Tề đã thắp lại niềm đam mê thiết kế thời trang của Vĩnh Từ. Trong một buổi thi đấu lên tuyển quốc gia, khi ấy Bắc Kinh xảy ra một trận bão lớn. Tiêu Tề hy sinh buổi thi đấu này để đến tìm Vĩnh Từ. Sau khi cứu Vĩnh Từ, anh bị tai nạn dẫn đến không thể thi đấu được nữa. Anh dành tất cả thời gian dưỡng thương của mình bên cạnh Vĩnh Từ. Sau bao khổ cực, cuối cùng Vĩnh Từ và Tiêu Tề có thể được bên nhau. Nhưng khi bên nhau, vừa áp lực cơm áo gạo tiền, vừa áp lực vì giờ đây Tiêu Tề vĩnh viễn không thể thi đấu chuyên nghiệp được nữa. Vì thế sự nghiệp ngày càng đi xuống. Trong một lần Vĩnh Từ nghe được Tiêu Tề tâm sự cùng người bạn thân, cô quyết định chia tay Tiêu Tề. Hai năm sau, tuy không thể theo đuổi sự nghiệp vận động viên chuyên nghiệp, nhưng Tiêu Tề đã có một cuộc sống ổn định hơn với công việc huấn luyện viên. Một ngày nọ, anh nhận được cặp thiệp cưới từ Vĩnh Từ. Các bạn có thể thấy, cốt truyện không quá khác so với bản gốc, chỉ thay đổi một số chi tiết để phù hợp hơn với Trung Quốc. Nhưng những sự thay đổi này cũng không làm mất đi màu sắc vốn dĩ, thậm chí nó còn làm đẹp hơn cho kịch bản gốc. Trung Quốc hay Đài Loan từ trước giờ vốn là bậc thầy với những kịch bản thanh xuân. Tuy những bộ phim đều có những tình tiết, cái kết đều tương tự, chúng ta hoàn toàn có thể biết trước cả khi xem phim. Lúc này, cái hay của bộ phim nằm ở lối dẫn dắt người xem. Việc khó khăn khi phải remake một tác phẩm đã thành công từ trước vốn không phải là việc dễ dàng như mọi người vẫn nghĩ. Nếu bộ phim chỉ ở mức copy 100% và ở mức trung bình thì nó vẫn được xem là một bộ phim thất bại. Vì nếu hai bộ phim giống nhau, tâm lý người xem sẽ chọn xem bản gốc thay vì một sản phẩm làm lại. Hôn lễ của em chỉ mới là phim điện ảnh thứ hai của đạo diễn Hàn Thiên, nhưng mình nghĩ anh đã làm khá tốt khi biết điều gì cần giữ lại, điều gì cần chỉnh sửa. Ở phân cảnh cột mốc của sự chuyển biến tình cảm giữa hai nhân vật Tiêu Tề và Vĩnh Từ, đó chính là biến cố xảy ra tai nạn của Tiêu Tề. Nếu trong tác phẩm gốc, phân cảnh này không thật sự tự nhiên, cảm giác vô cùng gượng gạo và có sự sắp đặt của đạo diễn. Với bản chung, đạo diễn Hàn Thiên biết tận dụng phân cảnh này tốt hơn. Tai nạn xảy ra là do một trận bão lớn sẽ chân thật hơn là một tai nạn từ trên trời rơi xuống vào ngay nhân vật chính. Trước khi biến cố tai nạn này xảy ra, nhân vật Tiêu Tề đứng trước một lựa chọn mang tính bước ngoặt hơn. Một là chọn sự nghiệp, hai là chọn Vĩnh Từ. Cũng chính sự lựa chọn ấy vừa mở ra cơ hội được hạnh phúc bên Vĩnh Từ, cũng đồng thời sau này chính nó cũng là nguyên nhân khiến hạnh phúc ấy tan vỡ. Trong bản hàng, tình cảm của nữ chính với nam chính trông có vẻ cảm động vì mưa dầm thấm lâu hơn là sự hy sinh vì sự nghiệp của nam chính. Trong bản chung, Vĩnh Từ ngoài cảm động vì sự hy sinh ấy, nhưng cũng là nỗi rây rứt của Vĩnh Từ khi cảm thấy bản thân mình đã có lỗi vì đã làm tiêu tan sự nghiệp của Tiêu Tề. Và phân cảnh Tiêu Tề chạy trong cơn bão ấy thật sự thuyết phục mình hơn. Chi tiết thứ hai được đạo diễn xây dựng đó là không quá tập trung vào sự hoàn mỹ của nhân vật chính như trong một số bộ phim. Trong Hôn lễ của em, cả hai không phải lúc nào cũng bên nhau, họ cũng có vài năm biệt vô âm tính. Trong giai đoạn ấy, họ cũng không phải là anh chỉ có mình em hay em chỉ có mình anh. Họ vẫn có bạn trai, bạn gái
và sống tiếp cuộc đời của mình. Điều đó trông giống thực tế hơn. Chi tiết thứ ba được đạo diễn thêm thắt vào là chiếc áo được Vĩnh Từ thiết kế với hình ảnh gương mặt của Tiêu Tuệ. Trong lúc còn ở bên nhau, Tiêu Tuệ chưa lần nào mặc chiếc áo ấy và đắng cay khi lần duy nhất anh mặc nó lại trong đám cưới của Vĩnh Từ. Chi tiết này làm tăng thêm sự tiếc nuối của nhân vật Tiêu Tuệ hơn cho một hạnh phúc đáng lý ra là của anh. Yếu tố vô cùng quan trọng thứ hai đó là nhờ vào diễn viên. Hiệu ứng hóa học giữa Hứa Quang Hán và Trương Nhật Nam là cực kỳ tốt. Hôn lễ của em là phim điện ảnh thứ hai Quang Hán được trao cho vai chính. Ở vai chính đầu tiên trong tác phẩm Rung động đầu đời, dù khá tròn vai nhưng kịch bản chưa thật sự tốt, đủ để Quang Hán thật sự vụt sáng. Quang Hán chỉ thật sự được chú ý sau tác phẩm Dương Quang Phổ Chiếu được đánh giá rất cao từ các nhà chuyên môn tại giải Kim Mã. Hai năm sau trở lại với Hôn lễ của em, Quang Hán cho thấy rõ rệt sự tiến bộ không ngừng trong việc diễn xuất. Tương tác với anh là Trương Nhật Nam nhỏ hơn Quang Hán tới 6 tuổi, chỉ mới tham gia diễn xuất từ năm 2017, nhưng trong bộ phim điện ảnh đầu tay Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông, tuy chỉ vai phụ nhưng cô nhận được rất nhiều sự chú ý từ khán giả. Ở Tiêu Tuệ, ta thấy rõ được sự điên cuồng theo đuổi nhưng vô cùng chân thành đối với người con gái mà mình yêu thương. Dấu ấn mà Quang Hán để lại trong vai diễn đó chính là ánh mắt. Ở mỗi độ tuổi, mỗi giai đoạn, ánh nhìn của Tiêu Tuệ dành cho Vĩnh Từ luôn thay đổi. Cho đến khi anh không nhìn Vĩnh Từ nữa cũng là lúc trong tình cảm ấy có thứ rạn nứt. Và cho đến cuối cùng, ánh mắt ấy lại chất chứa đầy sự ân hận. Người ta thường nói so với cùng độ tuổi, con gái thường trưởng thành hơn con trai. Trong từng bước trưởng thành của Tiêu Tuệ luôn có hình ảnh của Vĩnh Từ. Đáng tiếc thay, đến cuối cùng khi anh thật sự trưởng thành thì Vĩnh Từ cũng đã là của người khác rồi. Ở Vĩnh Từ, trong kịch bản gốc ta có thể thấy ngay là nhân vật này từ đầu chưa bao giờ có Tiêu Tuệ trong mắt, nên nếu một ngày Vĩnh Từ rời xa Tiêu Tuệ cũng là điều đương nhiên. Nhưng trong phiên bản Trung Quốc, hơn một nửa thời lượng phim tình yêu chỉ đến từ Tiêu Tuệ, nhưng chỉ trong khoảng 15 phút thời lượng là giai đoạn hạnh phúc nhất của Vĩnh Từ và Tiêu Tuệ, chúng ta vẫn thấy được sự chân thành của Vĩnh Từ. Cô cũng rất hy vọng vào tương lai của cả hai. Dù đời sống có khó khăn nhưng Vĩnh Từ chưa bao giờ nề hà. Cô cũng rất đắn đo khi có cơ hội được sang Ý. Nếu không thương Vĩnh Từ, cô đã không phải buồn khi sự nghiệp của mình đang có cơ hội khởi sắc. Cái đó là nhờ đạo diễn đã cài cắm chi tiết tai nạn như mình đã nói ở trên. Vĩnh Từ luôn cảm thấy có lỗi vì mình đã phá tan tành sự nghiệp của Tiêu Tuệ. Hai người ở bên nhau mà bây giờ mình thì lại thành công hơn bạn trai. Trong lúc có cơ hội sang Ý phát triển, sự nghiệp của Tiêu Tuệ thì bé bét. Chính Vĩnh Từ là người đã ngỏ ý kết hôn. Có lẽ Tiêu Tuệ không biết rằng cái quay lưng của mình cũng là điều sai lầm nhất trong cuộc đời khi đánh mất người con gái chấp nhận hoàn cảnh của mình. Nhìn chung, bộ phim vẫn lấy chất liệu từ những bộ phim tiền nhiệm từng vô cùng thành công như Cô Gái Năm Ấy chúng ta từng theo đuổi. Có lẽ bộ phim chạm đến cá nhân mình vì mình cũng từng là các nhân vật. Thời gian trong phim cũng khá tương đồng với mình cho tới thời điểm hiện tại, nên một cách nào đó mình khá đồng cảm với Hôn Lễ Của Em. Mình thật sự bất ngờ khi giai điệu của ca khúc Đồng Thoại Ngày Nào được vang lên trong phim. Trong cái đêm đã có rất nhiều cặp đôi đến được với nhau, chỉ không có Tiểu Tề và Vĩnh Từ. Vĩnh Từ có thể sẽ mãi mãi chẳng bao giờ biết được cái đêm ấy Tiểu Tề đã âm thầm làm tất cả vì cô. Khi xem You Are The Apple Of My Eye, mình luôn trách sự ngu ngốc của Cảnh Đằng mà đánh mất người con gái mình yêu thương, nhưng đó là mình của ngày xưa. Khi xem Hôn Lễ Của Em, mình giờ đây thấy rằng thật ra cũng không phải lỗi của ai cả. Chỉ thấy tiếc vì một phút giây lung lay trong suy nghĩ của Tiêu Tuệ mà đánh mất đi người con gái 15 năm của mình. Nhưng khi đặt vào tình huống Tiêu Tuệ, ai mà không nghĩ như thế? Cuộc sống mình thì ngày càng thất bại. Nhìn bạn bè xung quanh thì ai cũng thành công, kết hôn, còn mình thì không biết làm thế nào để lo được cho người mình yêu. Chính vì hiện tại đau buồn ấy khiến Tiêu Tuệ không muốn nhìn vào hiện tại nữa, và càng ngày càng sợ hãi tương lai sắp tới mà anh quên đi rằng hiện tại thứ anh đang có chính là Vĩnh Từ. Suốt hơn 10 năm luôn nghĩ cho Vĩnh Từ, vậy mà chỉ vì một phút giây mọi thứ tan tành. Cũng không thể trách Vĩnh Từ vì sao không tha thứ, không cho Tiêu Tuệ một cơ hội. Vĩnh Từ hoàn toàn có thể tha thứ, nhưng cái ly đã vỡ thì khó mà làm lại như trước. Hai người sau này liệu có thể đi tiếp không? Khi nếu lỡ sau này Tiêu Tuệ lại gặp khó khăn trắc trở gì thì lại có suy nghĩ là tại Vĩnh Từ. Có sống tiếp, Vĩnh Từ cũng sẽ mãi mãi ám ảnh và sống trong cảm giác tội lỗi. Thế thì còn gì mà hạnh phúc? Cũng giống You Are The Apple Of My Eye, phân cảnh mà đạo diễn dành cả tâm huyết chính là đoạn kết. Hôn Lễ Của Em cũng thế, giây phút họ chào nhau lần cuối, và trong Hôn Lễ Của Cô Dâu xuyên suốt các đoạn flashback như cách họ nhìn lại 15 năm đã qua. Trong bản remake, mình cảm nhận được sự hối tiếc chân thật hơn, cũng như những giây phút họ cảm ơn nhau vì 15 năm qua. Có nhiều bạn khi xem những dòng phim thanh xuân vẫn nghĩ những kịch bản như thế này là không có hậu, nhưng thật ra mình nghĩ đây cũng là một cái kết trọn vẹn như bao cái kết khác. Khi bên nhau, chúng ta đều hứa sẽ cho đối phương hạnh phúc, vậy điểm đến cuối cùng là hạnh phúc chứ không phải là nam chính sẽ cưới nữ chính. Và dù kết cục trong chuyện tình yêu đó có ra sao,
cả hai sau này đều phải cố gắng hạnh phúc vì nhau.